Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này kênh tự Gia Phát xin mời anh chị cùng với kênh tự Gia Phát đến một cái kho mít đông lạnh ở Đồng Nai để quan sát là mọi người ở đây dùng cái cân điện tử XK390TBE 150kg, 300kg để cân mít muối như thế nào anh chị ha. Và trong video clip mà anh chị đang xem chính là cân XK390TBE, mức cân tối đa là 150kg. Kích thước bàn cân inox bên dưới sẽ là 40 x 50 cm anh chị ha. Ở kho mít đông lạnh này sử dụng tới hai cái cân lật, một cân điện tử 150kg và một cân điện tử XK390TBE 300kg nè anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái cân điện tử XK390TBE 300kg và khách hàng nó đang để chỗ này. Có nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể cân một trong hai. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng cân điện tử chuyên đến cân mít, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa cân điện tử anh chị nha. Cảm ơn chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.